Một câu hỏi khác của bác Phương Đông ấy là: chào bác sĩ, cho hỏi lợn cọ lợn có tiêm vaccine sơ cô. Chào bác sĩ, cho hỏi lợn có tiêm vaccine sai cô, giờ nó lên mụn khắp người như muỗi đốt, sau đó mụn to bằng ngón tay như bò nổi mụn thì là bệnh gì, đúng không? Thế thì bây giờ nhá, bây giờ chúng ta sẽ làm như này này. Việc đầu tiên ấy là bác tiêm sơ cô rồi đúng không, bác tiêm vaccine sơ cô rồi thì chưa chắc nó đã bị sơ cô, nhưng mà tuy nhiên Xuân Trịnh sẽ chiếu cho bác một cái hình ảnh này để bác nắm được này, một cái hình ảnh này để bác nắm được để xem cái triệu chứng nha. Bây giờ nhá, bây giờ ấy, em sẽ chiếu một vài cái hiện tượng viêm da nhé, một vài cái hiện tượng viêm da để cho bác xem là nó thuộc cái loại viêm da nào, được không ạ? Xem nó thuộc viêm da nào. Nếu mà bác nhận biết ấy, nếu mà bác nhận biết được xem là nó viêm da do cái bệnh nào ấy, thì lúc đấy bác sẽ biết được rằng là cái viêm da nhà mình do sơ cô hay do yếu tố nào nhá. Thì bây giờ em sẽ chiếu cái viêm da cho bác nhìn này. Em sẽ chiếu cái viêm da cho bác nhìn này. Đầu tiên ấy là bác phải biết rằng là viêm da này là viêm da do gì. Em ví dụ nhá. Ví dụ trường hợp số 1 này. Trường hợp số 1 là nó viêm da. Đây, cho màu đỏ cho nó máu đây. Đầu tiên nhá. Trường hợp số 1 ấy là nó viêm da do sơ cơ virus, tức là con heo nó có hiện tượng viêm da do sơ cơ virus như thế này. Đấy, bác có thể nhìn thêm là cái viêm da do sơ cơ virus nhá. Rồi, ok, đầu tiên là viêm da do sơ cơ virus thì nó có triệu chứng như thế này. Đấy, nó gọi là viêm da sơ cơ virus. Em sẽ cho vài cái hình xem viêm da sơ cơ virus để bác nhìn nhá. Đấy, đầu tiên là gọi là viêm da do sơ cơ virus này, nó có triệu chứng như này, thấy chưa? Bác có thể nhìn rõ hơn này. Để em ấn ở đây cho bác nhìn rõ hơn này. Trong cái bệnh sơ cơ virus ấy thì nó có mấy cái triệu chứng như sau này. Thứ nhất ấy, ở đây nó lại không có cái hình đấy hay chứ nhỉ? Rồi, ok, không sao. Không có thì mình sẽ tìm theo kiểu khác, được chưa? Đầu tiên ấy, nếu mà nó viêm da do sơ cơ virus ấy, thì cái hiện tượng của nó là nó viêm da như thế này. Và cái thứ hai ấy là nó viêm da do bệnh liên cầu khuẩn ấy, nó gọi là bệnh Staphylococcus ấy, thì con heo nó giống như khoác áo tơi này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, nó gọi là viêm da do Staphylococcus nhá. Đây, con này là viêm da do sơ cô này. Đấy, thì tiếp theo một cái viêm da nữa là viêm da do tương tác gen, tức là người đó nó vẽ như bản đồ như này. Tiếp tục này, một cái loại viêm da, đây là viêm da do Staphylococcus nhá. Đấy, nó gọi là khoác áo tơi đấy, được không? Tiếp tục này, cái bệnh viêm da này, cái lốt tròn tròn này nó gọi là đậu heo nhá. Bị đậu heo đúng không? Nó có cái lốt tròn tròn này. Rồi, tiếp tục này, nó viêm da theo kiểu này này. Thì đây người ta gọi là viêm da, cái này là không đúng tụ cầu, cái này là viêm da do bị đóng dấu nhá, tại vì tôi thấy là nốt vuông hay nốt tròn ấy, tôi nghĩ rằng đây là viêm da đóng dấu. Tiếp theo này, cái trường hợp này là viêm da do sơ cô virus này. Tiếp tục này, đây là viêm da do Staphylococcus này, chưa? Đấy, nó có rất nhiều loại viêm da để bác có thể xem, quan trọng nhất là bác phải xem rõ xem là nó bị viêm da do cái thể nào thì bắt đầu mình mới có thể chữa được, đúng không? Em ví dụ như bây giờ nhé, cụ thể nhé. Bây giờ cụ thể là viêm da do sơ cơ virus này, mình sẽ đào sâu hơn một chút này. Mình sẽ đào sâu hơn một chút là viêm da do sơ cơ virus nhé. Viêm bệnh sơ cơ virus này. Bệnh sơ này. Sơ rờ. Cơ virus trên heo đó. Mình sẽ ấn là sơ cơ virus trên heo này. Thì với cái bệnh sơ cơ virus trên heo ấy, thì nó viêm da theo kiểu này. Bác có thể nhìn ở đây. Bác có thể nhìn ở đây nhá, là thứ nhất là đây nó nổi lốt như ghẻ đây. Nhưng con heo này nó không cọ vào tường nhá, và nó bị tất cả con heo to, con heo bé đây nó bị những cái lốt như này. Thì đây người ta gọi là viêm da do sơ cơ virus nhá. Đấy, thì nó triệu chứng nó như vậy đây, viêm da do sơ cơ virus đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, thì nếu mà viêm da sơ cơ virus thì các bạn chỉ cần tiêm vaccine thôi. Nó có mấy loại vaccine này, thấy chưa? Bây giờ em sẽ tìm cho bác một vài loại vaccine sơ cơ virus để các bác có thể chọn lựa này. Vaccine sơ cơ virus nhá. Vaccine sơ cơ virus này. Vaccine sơ cơ virus.
Thì hiện tại bây giờ ở trên thị trường ấy, nó có rất nhiều loại vaccine sơ cô virus khác nhau, bác có thể lựa chọn này. Ví dụ như nào, ok, đây vaccine sơ cô virus bác có thể chọn lựa này. Đầu tiên đấy, ở trên thị trường hiện tại bây giờ có sơ cô tốt nhất hiện tại bây giờ, nếu mà bác sử dụng vaccine sơ cô ấy thì bác phải làm rõ này, có một vài cái loại sơ cô trên thị trường nó cực kỳ tốt, bác có thể lựa chọn. Nếu mà theo kinh nghiệm của Xuân Trịnh ấy, theo kinh nghiệm của Xuân Trịnh 14 năm nay sử dụng sơ cô ấy, thì tôi phân tích như sau. Hiện tại bây giờ sơ cô ấy nó chia làm hai loại, một loại nó gọi là các bác có thể nhìn lên trên, các bác có thể nhìn lên trên trên đây nhá, các bạn có thể nhìn đây, tôi sẽ phân tích chuyên sâu hơn về cái bệnh sơ cô cho các bác này. Hiện tại bây giờ ấy, cái vaccine sơ cô virus này, sơ cô virus nhá, sơ cô vaccine sơ cô nó chia làm hai loại, một loại nó gọi là vaccine tiểu đơn vị, được chưa? Sơ cô virus tiểu đơn vị, thứ hai là loại vaccine sơ cô virus nguyên con, đúng không? Nguyên con có nghĩa là như nào, có nghĩa là như nào gọi là tiểu đơn vị, có nghĩa là như thế nào gọi là tiểu đơn vị, như thế nào gọi là nguyên con, đúng không ạ? Thì vaccine thông thường ấy, cái con sơ cô virus ấy nó được cấu tạo bởi một cái vòng tròn như thế này, thì trên cái vòng tròn này ấy nó có những cái đoạn nhận dạng khác nhau này, đúng không? Nó có nhận dạng khác nhau ấy, thì nó có cái nhận dạng OR1 này hoặc là OR2, được không ạ? OR2. Thế thì chỉ có cái serotype OR2 này nó gây bệnh thôi. Thì thông thường vaccine tiểu đơn vị là như nào? Vaccine tiểu đơn vị ấy là người ta chỉ lấy riêng cái đoạn này nhá, người ta chỉ lấy riêng cái đoạn OR2 này để người ta tạo vaccine thôi, được chưa? Đấy, người ta chỉ lấy riêng đoạn OR2 của người ta tạo vaccine, nên nó gọi là vaccine sơ cô PC2 đấy, chính là đoạn OR2 để người ta tạo vaccine. Còn cái vaccine nguyên con ấy là người ta dùng cả cái con sơ cô này người ta làm vaccine. Vậy thì khi các bác hiểu được cái loại vaccine ấy nó chia thành hai loại, một gọi là tiểu đơn vị, loại thứ hai ấy nó gọi là loại vaccine nguyên con, đúng không? Một là tiểu đơn vị, hai là vaccine nguyên con. Vậy thì mình sẽ lựa chọn như thế nào để lựa chọn được loại vaccine sơ cô đỉnh cao nhất, hiệu quả nhất, đúng không? Thì tôi khuyến cáo các bác như sau. Tôi sẽ khuyến cáo các bác như sau để các bạn chọn lựa này. Theo cái kinh nghiệm của tôi 14 năm nay ấy, sử dụng vaccine sơ cô ấy. Theo kinh nghiệm của tôi 14 năm nay sử dụng vaccine sơ cô, thì hiện tại bây giờ ở trên thị trường nó có hai loại vaccine tiểu đơn vị. Một loại ấy, nó gọi là vaccine sơ cô, tên gọi là Ingenpack PRRS-MLV, tức là vaccine này này của Boehringer này, là một vaccine nó gọi là vaccine tiểu đơn vị này. Cái vaccine số 2 ấy nó gọi là Serco Master này. Thì đây là hai loại vaccine tiểu đơn vị ở trên thị trường, được chưa? Hiện tại bây giờ hai cái loại vaccine này tôi đang đánh giá nó là hai loại vaccine khá là thú vị để giúp cho các bác có thể sử dụng một cách hiệu quả. Vậy thì chúng ta sẽ mua loại vaccine nào? Chúng ta sẽ mua loại vaccine nào? Nếu mà bây giờ nhá, bây giờ chúng ta lại lại phải phân biệt như sau này. Sau khi chúng ta chia thành hai nhóm nhá, chúng ta chia thành hai nhóm này, một là vaccine tiểu đơn vị và vaccine nguyên con nhá, thì đầu tiên là một cái lý thuyết là tiểu đơn vị và nguyên con. Sau đấy các bạn lại phải chia lần hai này. Lần số 1 là các bác chia theo công thức cấu tạo của vaccine sơ cô là vaccine tiểu đơn vị hay vaccine nguyên con, được chưa? Thì mình sẽ chia như thế. Cái thứ hai ấy là mình sẽ chia như sau này: vaccine của châu Âu, được chưa? Châu Âu khác hoàn toàn vaccine của châu Á nhá. Vaccine châu Âu nó khác vaccine châu Á, chắc chắn một điều rằng vaccine châu Âu nó phải ngon hơn rồi, đúng không? Vaccine châu Á. Thế thì khi mà vaccine châu Âu ấy và vaccine châu Á thì chắc chắn một điều rằng vaccine châu Âu nó phải ngon hơn rồi. Nhưng mà tuy nhiên các bạn nhớ này, hiện tại bây giờ ở Việt Nam nhá, ở Việt Nam mình có vài công ty họ đã sử dụng công nghệ của châu Âu để người ta sản xuất ra vaccine Việt Nam, được chưa? Tức là các bạn hình dung ra rằng là bây giờ nhá, đầu tiên là mình so sánh vaccine châu Âu và châu Á thì chắc chắn một điều rằng vaccine châu Âu là ngon hơn vaccine châu Á rồi.
Cái thứ hai là mình cần phải so sánh ấy, là về cái cách chế tạo virus, cách chế tạo vaccine của nó, thì chắc chắn vaccine tiểu đơn vị là sẽ ngon hơn vaccine nguyên con rồi. Tại vì khi vaccine tiểu đơn vị nó ngon hơn ở chỗ đó, là con lợn của các bác nó đang bị triệu chứng của sơ cô rồi, mình đưa thuốc vào mình tiêm nó vẫn có hiệu quả được không? Nó vẫn có hiệu quả, thế thì mới ngon. Còn vaccine nguyên con tiêm là sao nó có hiệu quả được? Vậy thì mình phân biệt là châu Âu và châu Á. Tuy nhiên ấy, hiện tại bây giờ tôi thấy có một vài công ty của Việt Nam họ mua công nghệ của châu Âu về, người ta sản xuất ra vaccine sơ cô của Việt Nam, dùng ngon cực luôn anh em nhé, ngon ơi là ngon luôn. Vậy thì khi mà người ta sử dụng nó ngon rồi thì vô tịch tiến hạ đâu, hàng Việt Nam chất lượng cao cứ thế mà chiến thôi, việc gì phải mua của mấy ông châu Âu cho nó đắt tiền, đúng không? Thế bây giờ tôi nói tiếp này, thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình nó có khá nhiều cái loại vaccine. Ở Việt Nam thì các bạn chọn loại vaccine nào để cho nó hiệu quả tối ưu? Thứ nhất này, tôi sẽ đề số ở đây để các bạn có thể mua vaccine hiệu quả này. Đầu tiên ấy, nếu mà vaccine châu Âu, phân biệt theo cấp độ vaccine châu Âu nhá, thì các bạn mua những vaccine như sau này. Đầu tiên ấy, vaccine hiệu quả nhất hiện tại bây giờ, đó chính là vaccine đây, số 1. Đó chính là vaccine của Boehringer, tên của nó là Ingenpax Circovalent nha. Đấy là vaccine số 1, là ngon nhất. Tiếp theo này, cái vaccine hiệu quả thứ hai của châu Âu này, đó chính là cái Circovac này này. Thì chưa, đây gọi là số 2 này. Tiếp theo này, cái vaccine số 3 và hiệu quả này, là vaccine này được chưa? Vaccine Circo của thằng Intervet Hà Lan này. Còn một thằng nữa là vaccine của thằng Zoetis ấy, tôi chưa nhìn thấy ở đây. Để xem nào, Zoetis đâu rồi? Ở đây không thấy vaccine của Zoetis rồi. Thằng vaccine Zoetis cũng ngon phết. Nó gọi là Portera Circovirus của thằng... đây, thằng này nhá. Thằng này này, là thằng này cũng được xếp hạng là thằng thứ hai này các ông này. Thấy chưa? Các ông hình dung không? Nếu mà mua vaccine ấy, mua vaccine để mà tiêm Circo ấy, thì Boehringer số 1, thấy chưa? Circovac là số 2. Thằng Circo của thằng Zoetis này, tên của nó là Portera này. Portera Circovirus này. Đây, ở đây không rõ lắm nhưng mà đại để là vaccine của thằng Zoetis ấy, đấy là được xếp hạng số 2 nhá. Vaccine số 2. Đến vaccine số 3 ấy, là của thằng Intervet Hà Lan rồi. Vaccine số 4 ấy là vaccine này này. Được chưa? Đây thằng này là số 4 nhá. Yeah. Đến loại vaccine số 5, hiệu quả số 5 ấy, đây là số 5 này. Cái thằng số 4 này là Circomaster này. Bây giờ đến lượt số 5 này, một thằng số 5 này. Được chưa? Hai thằng số 5 này. Circo 1 ấy hoặc là Circopic là số 5. Tiếp theo một thằng nữa là thằng số 5 này, thằng này này. Thằng này là số 5 nữa này. Đấy, được chưa? Xem là còn thằng nào nữa không này. Ok rồi, đấy là 5 loại vaccine nhá, mà được phân biệt 1, 2, 3, 4, 5 đấy. Thì công, khi mà công dùng vaccine ấy, thì công sẽ phân biệt như thế. Và thực sự ấy, là cái vaccine, những cái vaccine 1, 2, 3, 4 này tại sao nó như vậy? Tại vì nó rất đắt. Ví dụ của Boehringer này nó khoảng 60.000 một liều, đúng không? Nhưng mà của mấy ông Hàn Quốc, Hàn Xẻng này này, nó chỉ có khoảng tầm 2, 30 nghìn thôi, 40 nghìn thôi, nó không có đắt. Yeah. Ví dụ con này thì khoảng 40 nghìn này, con này thì 3 mấy nghìn này, 35, 2, 3, 4 nghìn này. Nên là thằng này là đắt nhất này, đắt nhất này. Sau đấy đến thằng này này, đấy, đến mấy thằng này thì đấy là cái cách mà phân biệt nhá. Thì bây giờ có rất nhiều ông lại hỏi rằng là ông Trịnh ơi, tại sao ông lại biết những cái điều đấy? Nó rất đơn giản, đấy là những cái vaccine tôi sử dụng đầu năm rồi thì tôi mới biết, chứ còn tự nhiên làm sao mà biết được, đúng không? Vậy thì cái cách để anh em có thể mua vaccine như vậy, thì sau này ấy, nếu mà các bạn muốn được bác sĩ Phạm Xuân Trịnh cố vấn ấy, bốc thuốc kê đơn và tư vấn cho các bạn ấy, thì việc đơn giản nhất ấy là phải vượt qua vùng thoải mái của bản thân mình. Nhắn tin Zalo tôi này, các ông nhìn thấy số Zalo của Xuân Trịnh này, nhìn thấy không? Nhìn thấy số Zalo của Xuân Trịnh không? Đây này, Zalo là 0977809555 ấy. Thì nhắn tin vào Zalo cho tôi trả lời cho, hoặc nhắn tin lên Facebook của tôi trả lời cho. Tôi có thu phí của anh em đâu mà phải sợ, đúng không? Sợ đích gì? Tôi có ăn thịt anh em đâu. Thích thì hỏi, không thích thì thôi, sợ gì, đúng không? Vậy thì mình sẽ hỏi trong đấy để tôi được trả lời các bạn. Tại vì sao? Tại vì hiện tại bây giờ nếu mà tôi giúp đỡ các bạn ấy, thì một lúc nào đấy khi các bạn thành công rồi, có thể các bạn sẽ quay sang các bạn lại giới thiệu cho tôi những khách hàng khác, các bạn giới thiệu cho những người khác để cái giá trị của tôi nó có thể trao đến rất nhiều người, thì đấy là tôi cảm thấy hạnh phúc, chỉ thế thôi, được không? Nên là cái việc mà bán thuốc chỉ là việc phụ của tôi thôi, còn tôi phải đi dạy học để tôi còn mấy công ty nữa mà, thiếu thì việc kiếm tiền đâu phải mỗi đi bán thuốc.
nên là các ông ấy mà mua thuốc được của tôi ấy nó ngon đấy. Tại vì sao? Tại vì ngoài cái việc được mua thuốc ra còn được tư vấn tận răng nữa, sướng thế còn gì nữa, đúng không? Ông nào có ghét tôi thì đừng có chửi tôi nhá, đúng không? Nếu không tôi lại chửi nhau để chết. Ok rồi, xem nào.